Chloe Chemann cho biết cô hạnh phúc khi yêu Claudine Crack. Nữ diễn viên đã đưa người yêu kém 17 tuổi về ra mắt gia đình. Ngày 10 tháng 3, tờ Tyrat đưa tin nữ diễn viên Chloe Chemann xác nhận hẹn hò Claudine Crack được hơn một năm. Chloe Chemann tâm sự cô và người yêu không che giấu mối quan hệ với bạn bè nhưng ít chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông bởi không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chúng tôi không cần tuyên bố với mọi người chúng tôi yêu nhau như thế nào. Quan trọng là chúng tôi hòa hợp chứ không nhất thiết phải chứng tỏ cho mọi người thấy. Vì lớn lên cùng với những người thuộc cộng đồng LGBT nên tôi cảm thấy mối quan hệ này không có gì lạ lắm. Yêu là yêu và từ từ học hỏi nhau, nữ diễn viên tâm sự với tờ Tyrat. Hình ảnh thân mật của hai diễn viên. Chloe Chemann cho biết cô và Claudine Crack luôn cởi mở với nhau. Trước khi đến với đàn em kém 17 tuổi, Chloe Chemann từng hẹn hò tại Tử Đôm Pacon hay Ta Navin. Khi được tờ Tyrat đặt câu hỏi về cảm xúc hiện tại với người khác giới, nữ diễn viên trả lời, tôi vẫn xem đàn ông là phái hấp dẫn và thú vị chứ không hề ghét bỏ. Tình cảm với đàn ông không hề thay đổi. Nhưng điều quan trọng là trong mọi mối quan hệ, với nam hay nữ, tôi cảm thấy hài lòng về tình yêu. Lúc này, tôi đang ở bên một người. Và việc nói đàn ông vẫn dễ thương không có nghĩa tôi đang âm thầm thích người khác giới. Lúc này, trong mắt tôi chỉ có người yêu tôi mà thôi, cô nhấn mạnh. Chloe Chemann tâm sự đã đưa Claudine Crack về gặp gia đình. Ban đầu, mẹ của nữ diễn viên sốc nhưng vẫn ủng hộ con. Mẹ của Chloe Chemann dần yêu quý, hòa thuận với Claudine Crack vì cô có tính cách tự nhiên, thoải mái. Siêu sao Thái Lan tiết lộ cô học được nhiều điều mới mẻ từ khi quen Claudine Crack. Ngược lại, Chloe Chemann cũng cho bạn gái những lời khuyên từ nhiều năm kinh nghiệm trong cuộc sống lẫn công việc. Khi được hỏi về kế hoạch tương lai, nữ diễn viên trả lời, chúng tôi thực sự không nghĩ nhiều về tương lai. Tương lai không chắc chắn. Điều chắc chắn nhất là chúng tôi cảm thấy thế nào về nhau. Chỉ cần bên nhau mỗi ngày là đủ. Chúng ta hy vọng, ước mơ vào tương lai. Nhưng nếu nó không thành hiện thực, sẽ rất đau đớn. Bây giờ, tôi chỉ có thể nói mình đang hạnh phúc với những thứ tôi có và tôi là người phụ nữ may mắn nhất. Chloe Chemann và Claudine Crack hẹn hò hơn một năm. Chloe Chemann và Claudine Crack vướng tin hẹn hò từ giữa năm 2021. Họ nhiều lần đăng ảnh chung trên mạng xã hội. Tháng 9 năm 2021, Chloe Chemann và Claudine dùng trực thăng qua thành phố New York để tổ chức sinh nhật mừng tuổi 39 của nữ diễn viên. Chloe Chemann là ngôi sao hạng A, được mệnh danh nữ hoàng phòng vé Thái Lan. Cô ra mắt năm 1995, sau đó nhanh chóng nổi tiếng. Bốn bia, Rater Revenger, Teacher's Diary là những bộ phim có thành tích phòng vé cao của Chloe Chemann. Trong sự nghiệp, cô tham gia hàng trăm bộ phim, chương trình truyền hình và cũng là gương mặt đại diện cho hàng chục nhãn hàng. Cô cũng là người cố vấn cho loạt chương trình thực tế về người mẫu như The Face Thái Lan mùa 1 và The Face Thai mùa 4 All Star được phát sóng trên Channel 3. Claudine Crack sinh năm 1999, là con lai Thái Lan, Mỹ. Cô nổi tiếng khi tham gia phim truyền hình Tuổi Nổi Loạn phần 3,